Hello và chào mọi người đã quay trở lại với kênh của NabiTG. Thì hôm nay tôi ở đây, các bạn thấy tôi rất là lạ luôn, tại vì tôi không có đeo kính. Và một cái điều mà tôi làm ngày hôm nay nó cũng rất là khác bình thường, đó chính là tôi sẽ điều khiển Nabi. Thì thường thường các bạn thấy là tôi là người chiều Nabi đúng không? Mà không, hôm nay Nabi sẽ là người chiều tôi. Nhưng mà tại vì sao? Thì tại vì các bạn comment rất là nhiều là hả, thử thách tô gà điều khiển Nabi trong một ngày đi, nên là tôi sẽ tham gia cái thử thách đó. Và bây giờ thì các bạn hãy cùng coi video để xem tôi điều khiển Nabi như thế nào nha. Và bây giờ tôi sẽ đi tới một nơi mà Nabi không muốn đến nhưng mà tôi muốn đến. Nhưng mà tại vì hôm nay là ngày của tôi mà, nên là chúng ta hãy cùng đi xem đến nơi đó là nơi nào nha. Let's go. Ta-da! Đến đó chính là triển lãm xe VinFast. Hàng Việt Nam chất lượng cao. Tô gà là một fan to của VinFast. Đây, mình sẽ đi xem những chiếc ô tô để coi thử nó như thế nào. Ok, thì mình đang ở Landmark 81 nha các bạn. Tô gà đang đi coi ô tô đó nè. Mới mua ô tô xong bây giờ lại đi coi ô tô. Khi nào chúng ta sẽ có một cái clip unbox xe ô tô cùng tô gà. Đây chính là chiếc VF9, là chiếc xịn nhất trong những chiếc xe điện của VinFast. Ok. Đúng là fan biết rõ ghê. Em 24 là cái chiếc mà các bạn hay thấy ở ngoài đường như taxi màu xanh đó không? Wow. Đây, và nhân vật chính ngày hôm nay đó chính là chiếc VF3. À. Cũng đẹp đó. Cũng hợp màu tôi, mà màu vàng trắng thì là màu Minecraft của tôi. Được rồi, mà nhạc này chúng ta được chưa? Nabi mua cho mình. Hả? Đẹp à? Đẹp á? Đẹp giống tôi không? Màu của tôi gà đó, hay mua màu vàng luôn cũng được. Ok. Chụp cho tôi gà một tấm với lại idol của mình. Tôi gà đã mướt, nhìn thấy cái xe này ngoài đời. Ok. Ok. Hiện tại thì bọn mình đang ở trên xe bus VinFast. VinFast. Ủa? Đúng rồi, em sẽ biết, nhưng mà nó là VinFast nên nó đẹp. Ok, đây là fan VinFast cho nên là chúc VinFast là đẹp nha. Rồi, đi thôi. Nóng quá mọi người ạ. Nóng quá nên bọn mình đã đi ra ngoài. Đi thì ok, anh muốn đi đâu nữa? Bây giờ xíu nữa sẽ có một tiết mục thôi, tiết mục đá banh cùng xin có tim. Rồi, và đây chính là cái trò mà tôi nói trò tiếp theo trong ngày hôm nay, chính là đi đá bóng rồi ạ. Một trong những cái đam mê ngoài xe, chúng ta còn đam mê đá bóng. Thôi, thằng tôi phải đi theo. Là điều khiển. Tôi quá mệt. Tôi đã bụng mà tôi không được đi ăn, mà tôi phải ăn bánh mì nè. Mệt quá. Trời này cắm gái đạp. À dạ. Cho mày một cước liền mày tao nông. Thôi vậy thôi. Thôi. Trời ơi. Hả? Không hay đi cổ vũ đá bóng. Ừ, nó bị nhiều thứ đó. Để khi tôi coi cái bóng nó vô cái đầu tôi luôn. Mà thôi, hôm nay mình đi điều trị. Sensor là cái gì? Thấy hết rồi. Mất 6 muối rồi. Không ơi. Mất rồi. Đúng rồi. Anh ơi, mất rồi. Không mất. Mất rồi. Nãy giờ anh thấy như nào? Thì đá banh rất là tốt cho sức khỏe, nên là tập thể dục, chơi thể thao đều đặn nhé. Đừng ngồi máy tính nhiều quá. Nhưng mà nhắc coi tôi lại nè mình. Dở quá. Hả? Bùn.
A few moments later. Tôi đau đớn, tôi gục ngã. Nhưng điều quan trọng nhất là tôi tìm thấy sức mạnh của nội tại và tôi chiến đấu vì nó. Mày lên đi nha. Mày con chừng rồi. Lên nữa coi. Trời ơi, nghe mày buồn cười lắm. Nhiều lúc như thế này tôi rất là sợ các bạn. Đúng vậy, nước dẹp à. Nó tay, nó tay. Lâu người á. Còn lấy gì mà. Rồi, ta đã xong ngày. Đã bành rất là vui và mệt. Bây giờ thì chúng tôi sẽ đi. Đây là sau khi anh ta đã bành xong, mình sẽ đi ăn. Đây là cái món mình ghét. Hả? Không chưa ra. Mà tại vì để điều khiển mà ủy đó là món gì vậy? Mấy nó ngon quá thì tôi sẽ chưa thêm một phần nữa các bạn nha. Chưa có đủ. Ăn mà bỏ mướn nha. Đúng rồi thì lo bị ăn. Ăn nhưng mà nó dày vậy. Nhìn ghê. Nhìn cái trứng này. Ăn hết đi. Wow. Mình là một fan của phô mai. Nhưng mà tôi gà thì không. Tinh bột và đạm. Đúng là kim mơ. Mình tập thể dục cho anh. Để ăn xong rồi thì mình sẽ đi về. Anh muốn uống trà sữa. Không. Chúng ta sẽ uống nước ép và sinh tố cho nó healthy. Đi. Ok, mình bị điều khiển mà các bạn. Hôm nay tôi đã ép được Abi không có uống trà sữa nữa mà chúng ta sẽ uống nước ép à, cho nó rất là healthy đó. Làm riết nhiều cái thấy mệt ghê vậy, bởi vậy nhiều lúc bất mãn không muốn nói luôn thiệt tình đó. Ok. Ok, mình đang đợi mua nước ép đây. Được rồi, thì sau khi ăn pizza về tôi đã tắm rửa rồi đâu. Nhưng mà trời ơi, đá banh về cái tay tôi nó mỏi quá. Nên không biết có ai hả sấy tóc giùm tôi không nữa. Dạ. Ok. Rồi đi ạ. Bây giờ thành thử thách đi. Chúng ta còn có mấy tiếng thôi các bạn ạ. À. Bây giờ là 22:50 rồi, sắp hết giờ nên tôi phải tận dụng. Tôi sẽ như hôm nay tôi như người bị liệt vậy. Không làm gì. Đẩy mạnh lên. Hết rồi. Ok. Sấy tóc gì mặt quả quá vậy? Không biết rồi. Không biết rồi. 3 2 1 Không sao quả nữa rồi, không biết nữa rồi. Không biết rồi. 1, 2, 3 Ok, thì tôi đã sấy tóc xong rồi, khô tóc rồi. Và đây chính là Nabi. Sau khi sấy tóc xong nhưng mà vẫn chưa hết giờ. Chúng ta vẫn còn nửa tiếng cuối cùng các bạn ạ. Nên là ước gì có người bóp chân cho mình để ngày sau mình đá banh tiếp. Mỗi chân gì đừng đi đá banh nữa. Ok. Tôi cắm được. Mỏi đúng không? À! Ước gì có người massage cái gì. Thôi nè. Làm gì có ai mà hả rảnh đâu mà massage cho mình, ai mà tốt bụng. Không biết á, là người yêu hay là cô xin. Móng chân cũng cắt cho, quát lông cũng quát cho. Trời ơi, được làm ô xin luôn. Ô xin người ta còn được trả tiền, người này đâu được trả tiền nào. Xíu hùng một cái nha. Ok, bây giờ Nabi xem bóp chân cho tôi các bạn. Ây da, đau. Mạnh cháy lên, à lộn. Trừ tiền nha.
Dạ. Ok. Em bóp chân cho anh nè. Bởi ai quá lông mà giờ lông mọc đẹp của ta. Chân tôi đây, đó là hậu quả của việc cho nó bị quát lông và bị lười. Quát nửa chân không lười. Thì sau này em hết lười em sẽ quát tiếp hết cái phần này cho anh, ok? Sao cho cái nó mọc lại sao? Thì em sẽ quát lại một lần nữa. Ok. Nói chung là em sẽ quát được hết thôi. Đó, và các bạn thấy một ngày tôi được điều khiển Nabi nó như thế nào? Có xịn không thì đừng quên comment ở dưới nha. Ây à. Hết giờ rồi. Chưa mà còn 15 phút nữa mà. Hết rồi. Chị ăn gian kìa. Hết rồi. Ok. Hết rồi. Thôi 15 phút cuối cùng nên là bây giờ. Ok, bye bye. Bye bye mọi người. Vậy là kết thúc một ngày rồi. Thì các bạn muốn tôi làm gì cái gì tiếp, muốn lần sau tôi điều khiển Nabi nữa thì hãy comment bên dưới nha. Ok. Chắc hả? Muốn lần sau bị điều khiển nữa hả? Ok, bye bye.